Xin chào các em. Tiếp theo thì cô và các em sẽ cùng nhau đến với câu số 1, trang 163, sách giáo khoa hóa học lớp 12 ban cơ bản. Câu số 1 của chúng ta là một câu trắc nghiệm lý thuyết. Đề bài câu số 1 là dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần. Thì câu này các em có thể dựa vào dãy điện hóa của kim loại, hoặc các em có thể dựa vào cái dãy hoạt động của kim loại cũng được. Nó tương tự nhau, gần giống nhau. Các em học theo cái câu mà mình hay học thuộc từ hồi cấp 2, đó chính là gì nhỉ? Khi nào bạn cần mua áo, giáp, sắt, nhìn sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Thì cái câu đó, theo chiều của cái câu đó thì là hoạt tính khử của kim loại là đang giảm dần các em nhé. Được chưa? Tính khử kim loại giảm dần. Vậy bài đang yêu cầu chúng ta tìm tính khử tăng dần. Thì chính là chì có tính khử kém hơn thiếc, Sn thiếc, có tính khử yếu hơn niken, Ni, và có tính khử yếu hơn kẽm. Được chưa? Đó, vậy câu số 1, tính khử tăng dần của chúng ta sẽ là chì. Thì có tính khử nhỏ hơn thiếc, nhỏ hơn niken và nhỏ hơn kẽm Zn. Được chưa? Đáp án chúng ta là đáp án B. Đó, thì câu số 1 của chúng ta là một câu lý thuyết các em ạ. Thì các em có thể xem lại cho cô cái bài dãy điện hóa kim loại các em nhé. Được chưa? Rồi, chúng ta kết thúc câu số 1 ở đây.